Người thì băn khoăn hỏi mình là cái mệnh hỏa thì có làm được tranh phong thủy không? Vì là tranh phong thủy thì thông thường là có nước, nước chảy, thậm chí nhiều nước, còn nước chảy mạnh nữa. Đấy. Rất là băn khoăn. Vì là mình mệnh hỏa thì sợ nước mà. Có nhiều người là mệnh hỏa là cứ thấy nước là kỵ tuyệt, không không dám làm. Thì hôm nay mình xin chia sẻ một cái bức tranh phong thủy cho người mệnh hỏa, thậm chí là rất đẹp luôn. Ông chủ nhà là một ông chủ thầu xây dựng luôn. Thì anh này anh sinh năm 78, mệnh thiên tương hỏa. Thì là mình tư vấn cho anh ấy một cái bức tranh cho mệnh thiên tương hỏa. Mệnh thiên tương hỏa thì cái lửa của trời, của mặt trăng mặt trời, của tinh tú trên trời, nó không có kỵ nước, thậm chí là có nước thì lại thêm cái phần phản ánh lại ánh sáng của mặt trăng mặt trời, này thêm vượng khí cho gia chủ nữa cơ đấy. Thế còn cái hỏa khí của bức tranh thì bao giờ thế, thì mệnh hỏa thì cái hỏa lực, cái nguồn lực phải mạnh, phải vững. Thì ở đây chúng ta thấy cái hỏa lực, hỏa khí của nó, hỏa lực của nó cực kỳ mạnh luôn, ánh sáng mặt trời hết sức là rực rỡ đấy. Thì bức tranh cũng được điểm xuyết một số cái màu xanh, một số màu xanh thì về phong thủy ngũ hành, thì về mặt ngũ hành màu sắc ấy, thì màu xanh cũng khá là tốt cho mệnh hỏa. Còn về căn bản thì cái hỏa của thiên tương hỏa của chủ nhân bức này đấy, thì nó không phải là do mộc sinh ra mà cũng không kỵ có nước, cho nên là chúng ta ai mệnh thiên tương hỏa chúng ta có thể làm một bức tranh như thế này đấy. Đối với những bạn sinh năm 78 thì chúng ta lựa những bức tranh nó mãnh liệt hơn. Đối với những bạn sinh năm 79 thì 79 là hỏa của mặt trăng thì nó không nên quá mạnh mẽ như thế nào. Nên là bức tranh này có hỏa khí hết sức là mạnh mẽ, hợp với những bạn sinh năm 78 mệnh thiên tương hỏa.